Thưa quý vị và các bạn, vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản. Qua đây, có thể thấy việc trang bị kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra cháy nổ là hết sức quan trọng. Để giúp quý vị và các bạn có thêm kỹ năng thoát hiểm khi có cháy xảy ra trên các tòa nhà, chung cư cao tầng, sau đây chúng tôi xin giới thiệu một số cách xử lý những việc cần làm để thoát nạn cho mình và mọi người. Video do Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ Cứu nạn cung cấp. Với những cư dân ở đô thị, nhất thiết phải biết cách thoát nạn khi có cháy xảy ra ở nhà cao tầng. Khi cháy xảy ra, phải tìm ra lối thoát nạn theo đèn hoặc thông báo chỉ dẫn. Nếu phải băng qua lửa hoặc khói, dùng mặt nạ phòng độc hoặc chăn, áo, khăn nhúng ướt rồi trùm lên đầu và mặt. Khi di chuyển, cần cúi khom và men theo tường. Khi mở cửa, cần kiểm tra nhiệt độ cánh cửa, tránh để lửa tạt vào người. Nếu nhiệt độ quá cao, phải tìm lối thoát khác. Nếu không có lối thoát, hãy ra ban công, cửa sổ, ra hiệu hoặc gọi điện cho Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 114. Có thể dùng đồ vải nối lại hoặc thang dây để leo xuống đất, nhưng không được nhảy từ tầng quá cao xuống đất nếu không có hướng dẫn của lực lượng cứu hộ. An toàn của quý vị là hạnh phúc của chúng tôi.